Chào các em, hôm nay mình đến với cái lớp học trực tuyến của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực. Thì như các em biết, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thì Trung Quốc được xem như là một cái miếng mồi béo bở của nhiều đế quốc sâu xé. Và trong đó là đặc biệt cái cuộc chiến tranh thuốc phiện đã làm cho cái xã hội Trung Quốc trở thành một cái, làm đất nước Trung Quốc trở thành một cái đất nước thuộc địa nửa phong kiến. Đời sống người dân rơi vào cảnh khốn khổ và họ chấp nhận cái cuộc sống an phận, và họ cũng đã chấp nhận nhịn nhục để mà sống. Thì trước cái lối sống mà an phận cam chịu đó, thì nhà văn Lỗ Tấn cũng đã trăn trở suy nghĩ và tìm ra một cái giải pháp để giúp cho họ có được một cái nhìn nhận đúng đắn về cái cuộc sống, về xã hội, mà đặc biệt là về cách mạng lúc bấy giờ. Và thuốc đã ra đời. Tác phẩm Thuốc được xem như là một cái tác phẩm thành công của Lỗ Tấn trong cái giai đoạn văn học này mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Về cái phần mục đích yêu cầu thì mấy em sẽ nắm cho cô hai cái yêu cầu. Một là hiểu được Thuốc là một cái hồi chuông cảnh báo căn bệnh ngu muội của người Trung Quốc đầu thế kỷ 20. Và nhà văn cũng đã bày tỏ lòng tin vào tương lai, nhận thức, sự hiểu biết của người dân đối với cách mạng, và họ tin chắc rằng cách mạng sẽ đi đến thành công. Cái thứ hai là cách viết cô đọng, xúc tích, giàu hình ảnh và mang tính biểu tượng. Về nội dung bài học thì gồm có 4 phần. Một là tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Hai là đọc hiểu văn bản. Ba là tổng kết. Và 4 là phần củng cố và dặn dò. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi vào cái phần tìm hiểu về tác giả tác phẩm. Tìm hiểu về cuộc đời của Lỗ Tấn. Thì như mấy em biết, nói về cuộc đời Lỗ Tấn thì sách giáo khoa đã có rồi. Thì mấy em có thể nắm những cái điểm chính để mà mình có thể mình cô đọng, mình hiểu trong cái quá trình mình làm bài. Lỗ Tấn tên thật là Chu Thụ Nhân, sau đổi thành là Chu Chương Thọ. Và có một cái bức danh là Lỗ Tấn. Thì Lỗ là lấy họ mẹ, còn Tấn là Tấn Hành, là tự nhắc nhủ mình là đi nhanh lên. Bởi vì khi nhỏ là ông thường hay chậm chạp, thường hay mẹ mình là nhắc nhở. Thì cái bức danh cũng là như vậy. Xuất thân trong một cái gia đình quan lại xa xứ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông là một người thông minh, học giỏi và có nhiều ước mơ, có hoài bão. Và cũng khao khát đấu tranh để mà cứu nước. Chính cái sự đóng góp của Lỗ Tấn đã góp phần làm nên văn học Trung Quốc lúc bấy giờ. Và ông được đánh giá là linh hồn của dân tộc Trung Hoa. Và danh nhân văn hóa thế giới năm 1981. Thứ hai là nói về cái sự nghiệp sáng tác của Lỗ Tấn. Thì mấy em thấy là trước tiên đi đến cái con đường văn chương, thì ông đã trải qua nhiều cái ngành nghề khác nhau trong cái lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn về cái hàng hải, thì với mục đích là được đi đó đi đây, mở rộng sự hiểu biết, mở rộng tầm nhìn để mà tiếp thu cái kiến thức. Nhưng rồi sau đó thì ông lại chuyển sang cái nghề khai mỏ với mục đích là làm giàu cho Tổ quốc. Và đặc biệt là năm 13 tuổi, khi mà chứng kiến cái cảnh mà gia đình nghèo khó, cha thì bệnh nặng không có tiền chữa trị và chết, thì Lỗ Tấn lại có một cái ước mơ là sau này học ngành y để mà trị bệnh cho người nghèo. Là một người học giỏi, từng được đi du học. Và trong một cái lần xem phim thì Lỗ Tấn đã nhìn thấy một người Trung Quốc khỏe mạnh lại bị một người Nhật giết chết do làm gián điệp cho Nga. Thì lúc này Lỗ Tấn lại giật mình. Thì ra trị bệnh thể xác không bằng trị bệnh tinh thần. Do đó mà nhà văn đã chuyển sang nghề viết văn. Thì khi sự nghiệp sáng tác của ông là như vậy. Về cái quan điểm sáng tác của Lỗ Tấn thì mấy em thấy là ông dùng cái ngòi bút để phanh phui những cái căn bệnh tinh thần của người dân Trung Quốc lúc bấy giờ và tìm ra một cái phương thuốc để mà chữa trị hiệu quả nhất. Và đồng thời cũng lên án thực dân phong kiến tàn bạo đã làm cho cái đời sống người dân rơi vào cảnh khốn khổ. Về cái phần nghệ thuật thì lối viết văn cô đọng, hàm xúc, vừa trữ tình vừa châm biếm. Cái ngòi bút lạnh lùng mà tỉnh táo. Người ta ví
Cái ngòi bút của Lỗ Tấn giống như là cái phích nước, trong thì nóng, ngoài thì lạnh. Vậy thì cái nghệ thuật viết văn của Lỗ Tấn cũng giống như làm nhà văn năm cao mà mấy em đã học ở lớp 11. Một con người có vẻ bề ngoài rất là lạnh lùng nhưng mà đời sống nội tâm rất là phong phú, rất là sôi động. Và một số các tác phẩm chính của Lỗ Tấn như là ba cái tập truyện ngắn Gào Thét, Bàng Hoàng, Truyện Cũ Viết Theo Lối Mới, và 10 tập tạp văn Gió Nóng, Cỏ Dại, Hai Lòng, Di Chúc, và một số các tác phẩm dịch thuật khác. Về cái tác phẩm Thuốc thì trước tiên mấy em nắm có hoàn cảnh sáng tác. Tác phẩm Thuốc được viết vào ngày 25 tháng 4 năm 1919, đúng vào cuộc vận động Ngũ Tứ bùng nổ. Và trong cái thời kỳ này thì Trung Hoa bị các đế quốc sâu xé là Anh, Nga, Đức, Pháp và Nhật. Xã hội Trung Hoa biến thành xã hội thực dân nửa phong kiến thuộc địa, và người dân thì lại chấp nhận cái cuộc sống là chịu nhục. Tác phẩm lần đầu tiên được in trong tạp chí Tân Thanh Niên tháng 5 năm 1919 và sau đó đưa vào trong cái tập truyện ngắn Gào Thép 1923. Ở trong cái tác phẩm Thuốc này thì mấy em làm gì làm phải đọc cái tác phẩm, bởi vì chuyện mà không đọc thì mấy em không nắm được đặc điểm của nhân vật, không nắm được cái tình tiết, cái nội dung của sự việc nó diễn ra. Cho nên là phải đọc hết mấy em, cố gắng là phải đọc ít nhất là một lần. Bây giờ tính tới cái tác phẩm thì cô cũng có một cái sơ đồ nói về cái tác phẩm Thuốc. Tác phẩm Thuốc này nói về cái gia đình Lão Hoa, có một đứa con trai tên là bé Thuyên bị bệnh lâu năm, và được cái sự mà hướng dẫn của bác Cả Khang thì Lão Hoa đã thức dậy rất sớm, đi đến pháp trường để mà mua cái bánh bao tẩm máu người, rồi sau đó mang về dùng cái lá sen già gói lại nướng để cho bé Thuyên ăn, với mục đích làm mong con mình mau hết bệnh. Và lúc này thì khách ở trong quán trà họ cũng đã đến rất là đông, họ bắt đầu bàn tán về cái người vừa mới bị chết chém và cái giá trị của chiếc bánh bao tẩm máu người. Rồi sau đó thì mùa xuân năm sau, vào cái tiết Thanh Minh, mẹ của Hạ Du cùng với mẹ của bé Thuyên đến nghĩa địa để mà viếng mộ con mình. Và ở nơi đây, hai người mẹ ở hai khu nghĩa địa. Lúc đầu thì hai người nhìn nhau có vẻ rất là bỡ ngỡ, ngượng ngùng, nhưng mà sau đó cái sự đồng cảm của hai người mẹ này đã xóa bỏ được cái ranh giới đó, và họ đã cùng nhau đi trên cái con đường trở về nhà. Thì toàn bộ tóm tắt cái tác phẩm là như vậy. Cho nên là khi về nhà mấy em cố gắng đọc ha. Vậy thì qua cái phần tóm tắt thì mấy em sang cái phần chủ đề của cái tác phẩm. Thông qua cái tác phẩm Thuốc, tác giả đã phê phán sự u muội lạc hậu của người dân Trung Quốc bây giờ và mong muốn họ có một cái nhìn đúng đắn hơn về cách mạng. Và đồng thời tác giả cũng ca ngợi những người chiến sĩ cách mạng tiên phong của Trung Quốc, thể hiện niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của cách mạng nước nhà. Mấy em sang cái phần thứ ba. Hai nhỏ là về bố cục ha. Ở cái phần bố cục thì mấy em chia làm 4 đoạn. Thì mấy em chia theo cách ngang cũng được, mấy em cắt dọc cũng được. Nhưng mà nếu như mà theo tác phẩm thì thôi mình cắt ngang cho dễ phân tích ha, tùy theo mấy em. Thì ở trong cái tác phẩm này thì chia làm 4 phần, 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là nói về cái cảnh mà Lão Hoa đi đến pháp trường để mua bánh bao tẩm máu người về để mà trị bệnh cho bé Thuyên. Cái đoạn thứ hai là cảnh mà vợ chồng Lão Hoa cho bé Thuyên ăn bánh bao tẩm máu để mà trị bệnh. Cảnh thứ ba là đám đông trong cái quán trà bàn tán về cái người vừa mới bị chết chém và giá trị của cái bánh bao tẩm máu người. Và đoạn thứ tư là cảnh buổi sáng mùa xuân ở khu nghĩa địa. Mấy em sang cái phần đọc hiểu văn bản ha. Thì trong cái phần đọc hiểu văn bản này, trước tiên mấy em cũng tìm ý nghĩa của cái tác phẩm Thuốc hả mấy em. Nhan đề ý nghĩa của tác phẩm Thuốc thì Thuốc là một cái nhan đề đa nghĩa. Do đó mà bất cứ một cái tác phẩm nào, dù là thơ hay là truyện, thì cái nhan đề của tác phẩm cũng góp phần làm nên cái giá trị tư tưởng của tác phẩm. Cho nên là Thuốc cũng vậy. Thuốc là một cái nhan đề đa nghĩa, thì trước tiên mấy em sẽ tìm hiểu về cái nghĩa thứ nhất là nghĩa ngoài cùng ha. Thì bánh bao tẩm máu người được xem như là một cái dược liệu truyền thống của người dân Trung Quốc bây giờ. Mà em biết là trong cái giai đoạn này thì
cái khoa học của kinh khoa học của ông Trung Quốc thì nó cũng chưa có phát triển rộng, cho nên là một số người dân sống ở cái vùng gọi là nông thôn hẻo lánh, họ cũng chưa có điều kiện để mà tiếp xúc được với cái môi trường phát triển của xã hội, cho nên là họ còn trị bệnh theo cái cách truyền thống. Họ thường hay sử dụng là những cái dây thòng lọng mà của người bị thắt cổ chết, hoặc là những cái cây mà người ta bị thắt cổ, hoặc là chẳng hạn bánh bao tẩm máu người để mà trị bệnh. Họ xem như đó là một cái tiên dược để mà trị bá bệnh. Vậy thì đây là một cách suy nghĩ lạc hậu, thiếu hiểu biết về khoa học. Thì ở cái tầng nghĩa thứ nhất này thì nhà văn đã phê phán sự u mê lạc hậu của người dân Trung Quốc trong việc trị bệnh khoảng khoa học, để mà dẫn đến cái tình trạng gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng là chết người, đặc biệt là của bé Thuyên ha. Sang cái tầng nghĩa thứ hai thì bánh bao tẩm máu người thì được xem là một cái tiên dược, do đó mà lão Hoa đã phải thức dậy thật sớm để mà đến pháp trường mua cho được cái bánh bao này, để rồi đem về cho bé Thuyên ăn, với mong muốn là mong cho con mình khỏi được cái bệnh lao. Vậy thì mặc dù là bé Thuyên đã ăn bánh bao này rồi nhưng mà em vẫn phải chết. Vậy thì rõ ràng bánh bao tẩm máu người không phải là một tiên dược mà nó là một độc dược. Thông qua cái tầng nghĩa thứ hai này thì tác giả muốn thức tỉnh người dân Trung Quốc nên tỉnh ngộ, đừng nên ngủ mê trong cái hộp bằng sắt không có cửa sổ. Mà ở cái tầng nghĩa này thì mấy em có thể liên hệ với cái tác phẩm mà Người trong bao với nhân vật là Bê Lì Cơ. Ở đây tác giả đã nói được cái sự thiếu hiểu biết về chính trị của người dân Trung Quốc, do đó mà họ đã có một cái nhận định sai, một cái nhận định sai trong cái xã hội, trong cái việc làm của những người chiến sĩ cách mạng lúc bấy giờ. Và sang cái tầng nghĩa thứ ba thì mình thấy là bánh bao tẩm máu người, mà người ở đây là người chiến sĩ cách mạng đã bôn ba xuôi ngược đấu tranh vì đất nước, vì độc lập của đất nước Trung Quốc. Vậy mà họ là có thể vô cảm dùng tiền để mua máu người chiến sĩ cách mạng để về trị bệnh. Hoặc là tên Đao Phủ đã nhẫn tâm lợi dụng cái sự mê tín dị đoan của người dân Trung Quốc để mà bán máu người trục lợi. Em thấy là rõ ràng là qua đó thì tác giả cũng đã phê phán sự lạc hậu thiếu hiểu biết của người dân Trung Quốc. Và đồng thời tác giả cũng khẳng định chỉ có thể đến với cách mạng thì con người mới thoát khỏi cuộc sống nô lệ, mới thoát khỏi được cuộc sống tối tăm. Và đồng thời tác giả cũng tố cáo cho sự vô cảm của bọn Đao Phủ đã bán máu người trục lợi. Mấy em đi sang cái phần đọc hiểu văn bản thì ở đây trước tiên mình sẽ tìm hiểu về hình tượng của người chiến sĩ Hạ Du. Thì bất cứ một cái tác phẩm văn học nào thì khi mà xây dựng hình tượng nhân vật thì tác giả thường hay lấy cái nguồn sống, cái nguồn chất liệu về cái đối tượng ở trong cuộc sống, để sau đó là qua cái lăng kính chủ quan của nhà văn để biến cái nhân vật đó trở thành một cái hình tượng nhân vật trong cái tác phẩm. Thì ở đây thì Lỗ Tấn cũng vậy mấy em. Xây dựng hình tượng Hạ Du, tác giả đã lấy từ cái hình mẫu của nữ chiến sĩ Thu Cận, là một cái sinh viên học giỏi từng đi du học ở Nhật, nhưng mà sau đó thì bị đuổi về nước. Thì cái nữ chiến sĩ này cũng đã tham gia hoạt động cách mạng và bị bắt, bị tử hình khi mà cái tuổi đời của bà cũng còn rất trẻ. Thì để xây dựng được cái hình tượng của Hạ Du thì Lỗ Tấn cũng đã lấy từ cái nhân vật này ha. Vậy thì anh là một người có lý tưởng cách mạng, dám xả thân vì đất nước, đấu tranh vì độc lập của đất nước Trung Quốc. Và Hạ Du là cái người thức tỉnh rất sớm khi mà người dân Trung Quốc còn ngủ mê trong cái hộp bằng sắt không có cửa sổ. Nhưng mà mấy em biết đây là cái cuộc cách mạng tân hợi, là cuộc cách mạng tư bản. Do đó mà hầu hết những người làm cách mạng trong cái giai đoạn này thì họ xa rời quần chúng. Chính vì vậy mà những người dân lao động, những người bình thường, họ không hiểu được cái việc làm của những người chiến sĩ cách mạng, cho nên là họ không đồng tình, không ủng hộ, và có người đã đứng ra tố giác để mà nhận cái tiền thưởng. Thì em thấy là qua đó tác giả cũng đã phê phán cái sự u mê lạc hậu, thiếu hiểu biết của người dân Trung Quốc, nhưng mà đồng thời cũng nhắc nhở những người làm chiến sĩ cách mạng thì không nên xa rời quần chúng, bởi vì cái đội ngũ quần chúng nhân dân là lực lượng hùng hậu, là người có thể giúp mình để mà làm nên cái sự nghiệp. Và đồng thời tác giả cũng bày tỏ lòng kính trọng, thương cảm sâu sắc đối với người chiến sĩ Hạ Du. Và cái hình ảnh đám đông trong cái quần chúng trong cái tác phẩm
thì cũng góp phần làm nên cái đặc điểm của cái giá trị tư tưởng của tác phẩm ha. Thì mấy em thấy là gia đình Lão Hoa có một đứa con trai tên là bé Thuyên bị bệnh lao. Mà em biết bệnh lao ngày xưa là một cái bệnh rất là nguy hiểm, gọi là bệnh hiểm nghèo. Cho nên là khi ai mách bảo mà có được một cái vị thuốc nào là tiên dược để mà trị bệnh cho con thì bằng bất cứ mọi giá người cha người mẹ vẫn có thể là đi tìm mọi cách để mà mua cho được cái vị thuốc đó để mà mang về trị bệnh cho con. Thì rõ ràng là Lão Hoa đã thức dậy từ tờ mờ sáng mùa thu để mà đi đến phát trường mua cái bánh bao đó về, mong muốn cho con mình ăn để mà hết bệnh. Hay là cái Lão Nghĩa mắc cá chép thì rất là cảm thấy tự hào khi mình là lấy được cái áo của người tử tù xem như đó là một cái chiến lợi phẩm. Rồi cụ ba là người họ hàng với lại là cụ Tứ, mà cụ Tứ là cha của Hạ Du. Vậy thì ông lợi gì tiền thưởng 20 lạng bạc mà tố giác cháu mình. Rồi bác Cả Khang là tên Đao Phủ, lợi dụng cái sự mê tín dị đoan của người Trung Quốc bây giờ, dùng bánh bao tẩm máu người để mà bán trục lợi. Và còn nữa, mẹ Hạ Du là một cái người phụ nữ đáng thương nhất, đáng tội nghiệp nhất. Bà cảm thấy mọi người nhìn bà với cặp mắt là soi mói, với cặp mắt là khinh rẻ về cái hành động việc làm của con mình. Bà không hiểu con mình làm gì, bà chỉ biết khóc là con mình trách oan, nhưng bà không, hoàn toàn không biết được là con bà đang làm gì. Và ông Năm Gù hay là cái anh thanh niên thì mấy em thấy những người này cũng vậy, họ cho rằng là Hạ Du là thằng quỷ sứ, là thằng giặc, là thằng điên, là thằng loạn đảng, đã vào trong nhà lao rồi mà nhà trong nhà ngục rồi mà còn rủ đề. Người dân Trung Quốc họ có một cái gì đó nó rất là mới mẻ, rất là xa lạ. Thì qua đám đông trong quần chúng đó, thì qua cái hành động, cái suy nghĩ, thì Lỗ Tấn muốn nói đến những người làm cách mạng thì đừng nên xa rời quần chúng, mà phải có một cái sự tương tác hoặc là có một cái sự tuyên truyền để tác động vào cái nhận thức của họ, và họ thấy rằng đây là một cái việc làm có ý nghĩa vì dân vì nước, để họ có thể ủng hộ, họ có thể bảo vệ và họ cũng có thể là góp phần để làm nên thành công cho cuộc cách mạng. Chứ đừng để cho họ mình không nên chiến đấu độc lập, không nên chiến đấu đơn độc. Bởi vì chiến đấu đơn độc, chiến đấu độc lập là một cái chiến đấu có nhiều cái thiệt hơn là cái lợi. Mà rõ ràng là Hạ Du đang chiến đấu vì đất nước, nhưng mà rõ ràng việc làm của anh không được mọi người ủng hộ, cho nên là họ sẵn sàng tố giác anh để mà, nhưng mà nhận thưởng thì đó là chuyện bình thường. Thứ hai là dòng qua trên mộ Hạ Du, thì mấy em thấy là khi mà người mẹ thấy con mình chết nhưng mà lại không biết chết vì cái lý do nào, rất là khó chịu, mấy em rất là đau khổ. Cho nên là bà mẹ Hạ Du lúc nào cũng nghĩ rằng là ai cũng nhìn mình với cái mắt là soi mói, cái mắt là khinh thường, cặp mắt là không có một sự đồng cảm. Cho nên là vào cái mùa xuân, vào cái tiết thanh minh đó, thì mẹ Hạ Du đã thức dậy từ rất sớm để mà đến nghĩa địa để mà giếng cái mộ con mình, tránh cái sự dòm ngó của mọi người. Thì bà lấy rất là lạ, tại sao trên mộ Hạ Du lại có một cái dòng hoa không nhiều, nhưng mà nó được xếp rất là ngăn nắp, rất là gọn gàng và đặt trên mộ rất là tươm tất. Là rất lạ, quái thì tại sao lại có một cái dòng hoa như thế này. Thì bà mới lấy làm lạ, đưa mắt nhìn xung quanh xem coi những cái mộ kế bên có dòng hoa hay không. Rõ ràng là không, hoa này không phải từ dưới đất lên, mà hoa này là được người ta tết lại và đặt lên trên cái mộ đó. Vậy thì thế này là thế nào? Một câu hỏi rất là băn khoăn, rất là thắc mắc, không hiểu được. Ở đây mấy em thấy, ở đây tác giả chỉ đưa ra có ba màu thôi, màu trắng, màu đỏ và cái màu xanh xanh. Vậy thì ở đây mấy em thấy màu trắng nó vừa là tượng trưng cho cái sự tan tác, cái sự mất mát đau thương, nhưng mà đồng thời nó cũng là tượng trưng cho cái sự trong sạch tinh khiết, mà nó cũng chính là cái lòng tin trung thành của người chiến sĩ cách mạng đối với cái sự nghiệp mà mình đang theo đuổi. Và cái màu đỏ đó thì là cái màu tượng trưng cho cái niềm tin chiến thắng. Mặc dù hiện tại phong trào cách mạng nó đang bị khủng bố, đang bị càn quét, những người làm cách mạng đang bị bắt, bị giết và hy sinh, nhưng mà tác giả tin chắc rằng trong tương lai cái phong trào cách mạng này sẽ giành thắng lợi.
Và rõ ràng là đưa mắt nhìn xung quanh thì mấy em thấy là những cái bông hoa trắng trắng bé bé đó thì cái màu xanh là màu tượng trưng cho hy vọng. Mà cái những bông hoa này là từ dưới đất mọc lên, điều đó cho thấy sự nói tiếp. Một hạ du hạ ngã xuống thì có 5-7 ngàn hạ du nói tiếp đứng lên. Thế hệ trước ngã xuống thì thế hệ sau nói tiếp đứng lên. Và bọn giặc sẽ không bao giờ tiêu diệt hết được cái tinh thần yêu nước của người dân Trung Quốc. Và cái hình ảnh của những bông hoa trong cái ngôi mộ trên khu nghĩa địa đó đã nói lên cái điều đó. Và dòng hoa trên mộ cũng là sự trân trọng, tiếc thương tưởng niệm của người đồng chí, của người đồng đội đối với người đồng chí đã hy sinh vì đất nước. Và đồng thời nó cũng là niềm tin, là sự nói tiếp của thế hệ sau đối với sự nghiệp cách mạng mà Hà Du đang theo đuổi. Và qua đó thì tác giả cũng khẳng định hiện tại là phong trào cách mạng Trung Quốc đang bị đàn áp, nhưng mà tương lai sẽ giành thắng lợi. Là rõ ràng là cái cuộc cách mạng Tân Hợi đó mấy em, thì cái chế độ phong kiến Trung Quốc, chế độ phong kiến triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, và sau đó thì Tôn Trung Sơn lên để mà làm vua. Nhưng mà do cái xã hội bây giờ nó không có cái gì đổi mới, cho nên là nhìn chung cơ bản thì nó vẫn vậy. Về cái hình ảnh khu nghĩa địa thì ở đây mấy em thấy là khu nghĩa địa nó chia ra làm hai khu. Một cái khu bên trái là dành cho người chết chém. Người chết chém ở đây không phân biệt là người chết chém đó là người chiến sĩ cách mạng, hay là một cái tên trộm cướp, hay là một cái người nào đó. Còn bên phải là dành cho người chết vì nghèo. Và ở hai cái khu nghĩa địa này nè, được cách nhau bởi một cái con đường mòn. Mà mấy em thấy trong tác phẩm của Lỗ Tấn thì không phải là chỉ có Võ Hạnh Phúc mới đó, con đường mòn đó mấy em. Mà ngay ở cái tác phẩm Cố Hương ở lớp 9 mấy em học rồi đó, thì cũng có hình ảnh con đường mòn ở cuối tác phẩm. Và tác giả đã khẳng định là trên đời này làm gì có đường, nhưng mà người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi. Và rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là nếu như chúng ta không đặt cái bước chân mình lên thì làm sao thành đường được. Mà nếu như Lỗ Tấn không tạo một cái vết chân trên cái nền văn học nghệ thuật thì làm gì có một Lỗ Tấn như bây giờ mấy em. Và ở đây ông được xem là một trong những người tiên phong mở đường cho cái văn học Trung Quốc lúc bấy giờ. Và ở đây nhà văn đã khẳng định con đường là do con người tạo ra, thì chắc chắn cái con đường đó sẽ được con người xóa bỏ để đưa cái người chết chém và người chết vì nghèo đó có chung một cái chí hướng. Và đây cũng chính là cái sự hy vọng của Lỗ Tấn trên cái sự nghiệp cách mạng, muốn người dân Trung Quốc và người chiến sĩ cách mạng họ đến gần với nhau hơn, cùng nhau có chung một lý tưởng để mà đoàn kết trong cái cuộc đấu tranh gìn tự do của đất nước. Về cái không gian và thời gian nghệ thuật thì mấy em thấy trong cái tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn thì nó có một cái gì đó nó rất giống như tác phẩm Vợ Nhạc của Kim Lân nha mấy em. Nếu như mấy em phân tích tác phẩm Vợ Nhạc của Kim Lân thì em có thể so sánh với tác phẩm Thuốc được đây. Là mở đầu tác phẩm Vợ Nhạc của Kim Lân là một cái buổi chiều chạng vạng. Cái bức tranh của nạn đói diễn ra, tiếng khóc tỉ tê, tiếng quạ kêu thê thiết. Và kết thúc tác phẩm đó là hình ảnh tràng thức dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng mặt trời làm cho mắt tràng chói lại. Thì cái trong cái tác phẩm Vợ Nhạc này nó cũng có một cái phần nào đó rất giống như là trong cái tác phẩm mà Chí Phèo của Nam Cao. Cái chỗ mà sau khi mà Chí Phèo gặp thì nở, rồi sáng hôm sau Chí Phèo tỉnh lại ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy cái ánh sáng bên ngoài, rồi nghe được cái âm thanh của tiếng người đi chợ, tiếng chim hót, thì mấy em thấy có thể so sánh ở ba cái tác phẩm này với nhau cũng được. Và ở đây thì mấy em thấy là cái không gian nghệ thuật trong cái tác phẩm Thuốc này chỉ gói gọn trong những cái phạm vi: một là cái quán trà nghèo của vợ chồng Lão Hoa, hai là pháp trường vắng vẻ, ba là cái bãi tha ma chi chích đầy những cái ngôi mộ, và cái thứ tư đó là hình ảnh con đường mòn. Và tất cả những cái không gian này nó tạo nên một cái sự u ám nặng nề, bế tắc chết chóc. Nó cũng giống như cái bối cảnh của xã hội Trung Quốc bây giờ. Đây là một cái xã hội mà con người cảm thấy ngột ngạt trước cái xã hội phong kiến, trước cái sự cấu xé của bọn đế quốc. Nó làm cho người dân cảm thấy như là không thể nào thở nổi. Về cái không gian nghệ thuật ở đây thì em thấy
không gian nghệ thuật mở đầu là một buổi chiều mùa thu, với là buổi sáng mùa thu, Lão Hoa đi đến Pháp Trường để mà mua cái bánh bao tẩm máu người. Mình thấy là thường thì ở đất nước Trung Quốc thì họ thường hay có cái cách mà gọi là kết án tử hình đó mấy em. Kết án tử hình là thường là mùa thu hành quyết. Mùa thu là cái mùa cây rụng lá, con người đi vào cõi chết, cho nên là mùa thu gợi lên một cái sự buồn bã, chết chóc, thê lương. Và kết thúc cái tác phẩm này thì mấy em thấy là đó là mùa xuân. Mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lọc, muôn hoa khoe sắc, mà mùa xuân là tượng trưng cho cái sự sống. Vậy thì mở đầu tác phẩm là một cái sự chết chóc, nhưng mà kết thúc tác phẩm là hướng đến cái sự sống tương lai, niềm tin hy vọng. Và ở cái phần thứ ba đó là phần tổng kết. Thì trong cái phần tổng kết này thì mấy em nắm cho cô ở cái phần nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây tôi thấy là cái cách xây dựng cốt truyện rất là đơn giản. Rất là đơn giản, chỉ diễn ra trong một cái không gian, trong một cái thời gian. Ở cái quán trà, ở bãi Tha Ma, vào cái buổi sáng sớm và cái buổi mà sáng của mùa thu, buổi sáng của mùa xuân vân vân. Nhưng mà lại đặt ra một vấn đề có ý nghĩa rất là sâu sắc của xã hội bây giờ. Và cái thứ hai đó là cách lựa chọn cái chi tiết. Cái chi tiết lựa chọn của Lỗ Tấn cũng rất là hay, rất là độc đáo mấy em. Lựa chọn những cái chi tiết mang tính biểu tượng như là bánh bao tẩm máu người nè, dòng qua trên mộ Hạ Du, hình ảnh con đường và hình ảnh con quạ. Mấy em thấy đặc biệt ở đây, hình ảnh con quạ. Ở trong tác phẩm Vợ Nhà cũng có hình ảnh con quạ, và trong cái tác phẩm này cũng có hình ảnh con quạ, mà thường quạ là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái sự chết chóc, nơi nào có người chết nhiều là hình ảnh con quạ lại xuất hiện. Nhưng mà ở đây rõ ràng là không, con quạ nó xuất hiện và nó bay lên bầu trời, nó kêu những cái tiếng kêu thánh thót. Điều đó cho thấy là cái phong trào cách mạng ở Trung Quốc hiện tại là gặp khó khăn, nhưng mà trong tương lai chắc chắn là cái phong trào này sẽ giành được thắng lợi. Bởi vì con quạ nó bay lên bầu trời có nghĩa là những cái chết chóc, những cái đau thương nó sẽ bị đẩy lùi để nhường lại cho cái niềm tin chiến thắng, mà đó là phong trào cách mạng. Và ý nghĩa của văn bản thì mấy em thấy là đi vào ý nghĩa văn bản thì bị tác phẩm sử dụng những cái hình ảnh đa nghĩa để thông qua đó gửi gắm một cái sự lạc quan. Bởi vì đối với Lỗ Tấn thì lạc quan là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của tác phẩm. Phần thứ hai, người Trung Quốc cần có một cái thứ thuốc để mà trị tận gốc căn bệnh tinh thần mê muội của người dân Trung Quốc. Thì ở đây em thấy là rõ ràng ở đây tác giả đã sử dụng cái tiếng gào thét của mình để mà tạo nên một cái uy thế cho cái tác phẩm thuốc, và đồng thời cũng là tạo nên một cái động lực để mà góp phần làm nên cái tiếng nói trong cái phong trào yêu nước của người Trung Quốc bây giờ. Và đối với Lỗ Tấn thì đây là một trong những thành công để tạo nên cái tên tuổi của ông. Thì đó là cái toàn bộ nội dung của tác phẩm mà mấy em đã tìm hiểu. Thì sang cái phần thứ tư là củng cố về kiến thức. Thì ở đây cô có một cái bài tập nhỏ là điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong cái đoạn văn. Lỗ Tấn được tôn vinh là chấm 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 vì nhà văn đã đau nỗi đau của dân tộc Trung Hoa thời cận đại. Nhân dân thì chấm chấm chấm, còn nhiều, còn người cách mạng thì bôn ba trong chốn quạnh hiu. Hình tượng bao tẩm máu người đã thức tỉnh người, đã thức tỉnh nhân dân Trung Quốc trước những căn bệnh trầm kha của quốc dân, đó là u mê về khoa học chấm 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 và vô cảm trước đồng loại của mình. Thì ở đây cô có ba cái phương thức lựa chọn. Thì ở đây mấy em sẽ lựa chọn một trong ba cái phương thức này để mà đưa vào trong cái phẩm chấm 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 ha. Thì ở cái phương thức lựa chọn thứ nhất đó thì mấy em có thể lựa chọn là câu B là linh hồn dân tộc. Và sang cái chấm chấm thứ hai thì mấy em có thể lựa chọn là câu C ngủ say trong cái hộp bằng sắt. Và cái phần thứ ba thì mấy em có thể lựa chọn là u mê về chính trị ha. Và ở cái bài tập thứ hai này thì ví dụ như là câu chuyện này diễn ra ở đâu thì cô nghĩ mấy em sẽ trả lời được. Hay là ấn tượng của em về cái nhân vật nào, về chi tiết nào trong cái tác phẩm mà em cho là hay nhất. Hoặc em có thể là em đặt tên cho một cái nhan đề khác ngoài cái tác phẩm thuốc này. Câu thứ tư thì nếu em là bé Thiên thì em có ăn cái bánh bao hay không? Nếu mà có thì lý giải tại sao có, mà nếu không thì lý giải tại sao không? Đây là cái câu hỏi gợi mở, mấy em có thể suy nghĩ theo cách của mình hay không bắt buộc. Và câu thứ năm thì theo em,
tình trạng đám đông mua muội trong tác phẩm thuốc có còn tồn tại trong cái xã hội ta hiện nay hay không. Vậy thì em xem có hay không ha, em trả lời cái bài này. Và sang cái phần tiếp theo ở cái bài tập này thì em thấy là điều gì khiến cho giữa Bác Hồ lại thích thú đọc cái tác phẩm của Lỗ Tấn. Vậy thì giữa hai nhà văn hóa này có những cái điểm nào giống nhau ha, mẹ có thể mấy em sẽ làm bài tập này ở nhà. Thì theo em trong cái xã hội ta hiện nay thì có hiện tượng chữa bệnh khoảng khoa học và mê tín dị đoan hay không? Rồi hậu quả của những cách chữa bệnh đó như thế nào? Thì mấy em, cô nghĩ mấy em sẽ làm được những câu này. Thì bài học của chúng ta đến đây thì cũng đã kết thúc. Thì trước khi mà chia tay thì cô cũng dặn dò mấy em là xem lại nội dung bài học của ngày hôm nay và đồng thời chuẩn bị bài mới số phận con người của Solo Cup. Thì phần này thì cô nghĩ là thì mấy em cũng đã có cái phần chuẩn bị, thầy cô cũng đã hướng dẫn, thì mấy em cứ dựa vào trong cái bài soạn của mình để mà soạn. Và đồng thời là vào cái trang Việt Today để mà làm cái bài tập nhé. Xin chào các em.